ai về cầu ngồi thánh toàn cho em về với một đoạn cho vui. Ai về cầu ngồi già lên cho em về với mà thăm quê bên chồng. Ai về cầu ngồi thánh toàn cho em về với một đoạn cho vui. Chụp hình mà cũng không tình, không nghe một tiếng đồng luôn. Rồi bán rẻ. Trời ơi, đúng là con nhà Phật y môn mà thánh tịnh. Bên sông chỉ đưa câu mà mãi đại đưa câu mãi đại trầm tâm trên mà cầu ngõi ngồi trên mà cầu ngõi nhớ ngày yêu nhau làm ta mưa dại mà nắng dầu cùng nhau tình.
bắt nhịp cầu đôi bên. Ai về cầu ngoại mà thanh toàn cho em về với một đoàn cho vui. Khoan ước khoan là hồi ta là họ khoan họ ơi ở cái chỗ đi họ mà đổi đáp với tôi mấy câu đi họ họ cho chủ một cái con ơi, con ơi cho chủ giờ tôi mà đòi o trong tâm loài dâu có dâu chi là dâu mà không thắt trong tâm loài bắp có bắp chi là bắp không rang trong ngàn thử thang có thang chi là thang không quặng trong tâm loài bạc có bạc chi là bạc mà không tiêu hở o ơi mà đổ đằng thì dài căn điều mà tôi trao hở trời ơi nơi mà trong trong ta loài dâu mà có nặng dài người dâu là dâu cũng mà thấp mà trong trăm mà từ bắp mà có lắp bắp lôm mà lắp bắp tiền mà la bắp mà ráng vì không ráng ra chè có ổi các thứ o ơi xin mời đò mình qua uống nước cho o là nước mía các loại và trái cây tôi bán nước mà tôi không bán nước tôi bán nước chè tôi vừa tấm lòng son ờ nó bán vào rồi à rồi là bài lý thức kia đó chờ đang mà không đô nữa đâu buổi sáng à nghe ổng nói chờ rắn mà không đốn nữa đốn buổi sáng đốn buổi sáng à, đốn buổi sáng dâm Huệ đó Huệ Trung đó chờ rắn cho rắn mà chờ chứ mà không đốn nè chờ quê thì đông mà buổi sáng chiều ni mà đi cắt cỏ mà ngồi đông mà chưa về ó ơi ô chao là hàng đói bụng xin mời ó vô mà ăn mà uống nào nước mía nào nước ngọt nào bánh toàn ơ tôm ơ cái bồ đề rất là cổ kính. Cô cha ơi, ơi gà con.
cầu ngoại thanh toàn, chờ cầu ngoại. Cầu được xây dựng vào năm 1776, kết cấu bằng gỗ mái ngói kiểu thường gia Hà Kiều, gồm 7 gian, gian giữa thờ bà Trần Thị Đạo. Bà là người làng Thanh Thủy Chánh, vợ của vị quan đầu triều thủ phủ xứ Thuận Hóa. Bà đã bỏ tiền ra để xây dựng chiếc cầu này. Cầu ngói Thanh Toàn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, được nhà nước công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990. Đây là miếu thờ bà Trần Thị Đạo, là người đã cúng dường tiền của để xây dựng chiếc cầu ngoại thanh toàn này. Dạ, kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Như lăng đăng thăm cầu ngoại thanh toàn. Hồi nãy giờ Như Lan đã review cái cầu ngoại thanh toàn, cũng giống như những cái câu hỏi đối đáp giữa bạn Thanh và Okin, bạn nước Mỹ ở đây. Chúc cả nhà xem video thật là vui vẻ.